Kết phiên ngày mùng 1 tháng 3, thanh khoản 7.140 tỷ tăng 15,87 điểm lên 1.040 điểm. Viên 30 tăng 19,47 điểm lên 1.034 điểm. Hồi phục rất là tốt. 290 mã tăng điểm, 19 mã tăng trần. Các bạn xem video hôm thứ hai tôi phân tích thị trường. Đúng không? Tôi phân tích với mọi người rất là kỹ. Tại sao VN Index có thể sẽ có nhịp hồi phục, đặc biệt là phiên thứ ba và phiên thứ tư. Trong đó tôi có nhắn mọi người như vậy thì dành cho những bạn nào mà đang có hàng. Đó thì kiên nhẫn đợi để những cái nhịp hồi. Kỹ thuật này thì các bạn có thể hạ bớt tỷ trọng hoặc là bạn nào mà nhanh nhạy, đúng không? Bạn nào nhanh nhạy thì các bạn có thể uh, mua một vài cổ phiếu với tỷ trọng vừa phải, 10 20% để các bạn đánh ngắn, đúng không? Thì nếu mà các bạn nào mà chọn đúng cổ phiếu thì tỷ lệ win rất là tốt, đúng không? Đấy, các bạn xem kỹ, phiên thứ hai nhé, mọi người nhắc. phiên thứ hai video hôm thứ hai tôi phân tích với mọi người rất là kỹ tại sao VNX có thể hồi phục thì các bạn có thể xem video đó để mà các bạn uh, lần sau khi mà VNX có cái form mẫu hình như vậy thì các bạn uh, nên nếu mà các bạn đang cầm cổ phiếu chẳng hạn thì các bạn có thể chờ đợi nhịp hồi phục để các bạn có thể cơ cấu danh mục của các mọi người. Hoặc nếu mà các bạn nhanh nhạy các bạn hoàn toàn có, có thể đánh ngắn. Tất nhiên giai đoạn này không phải là giai đoạn mà mình có thể đánh mạnh được và cũng như là không phải là giai đoạn mà 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 ngon quá đúng không? Thị trường nó phải tạo một cái vùng cân bằng. À, mẫu hình dòng tiền tốt một chút Thì mình có thể đánh mạnh được Ok Thì Ngay cả trong nhóm chuyên nghiệp Trong nhóm chung thì tôi không khuyến nghị mã nào đâu Mà trong nhóm chuyên nghiệp thì Bởi vì các anh em ở trong đấy thì Đã học phân tích kỹ thuật rất là kỹ rồi Thì mình cũng có cho mọi người mua uh, Theo phân tích kỹ thuật Ví dụ là gọi là đánh theo kinh nghiệm ấy. Ví dụ HCM mua 2270 này Hôm nay hàng về luôn Lãi luôn mọi người nhắc 2270 hàng về luôn Mua ngày uh, 26 tháng 2 Hàng về luôn mà Mua hôm thứ hai anh Vũ thì anh mua cũng 5% TNG Thành thật mọi người dạng này không dám đánh nhiều Nó không đánh nhiều Thậm chí trong nhóm chung, trong nhóm chính thì tôi còn không khuyến nghị mã nào Bởi vì chỉ bảo mọi người là kiên nhẫn để đợi đáy sau Vào thì sẽ an toàn hơn Đấy, Đây gọi là đánh theo kinh nghiệm thôi Chứ không có đánh được nhiều Các bạn cũng không khuyến nghị mọi người đánh tỷ trọng 50 hay 100% Giai đoạn này rất là khó đúng không? Cứ phải đợi mẫu hình dòng tiền và cũng như là thị trường phải trở lại một cái vùng cân bằng thì lúc đó mình mới có thể đầu tư nhiều tiền được chứ bây giờ mà mình vào mình bắt rau rơi, ấy. thành thật mọi người giai đoạn này bắt rau rơi mà. Ừ, thì cái phiên sau sau phiên thứ hai đúng không? Sau phiên thứ hai thị trường rất là tiêu cực mà nó chưa tạo đáy một đúng không? Vì anh Đích chưa tạo đáy một thì làm sao mà mình có thể đầu tư nhiều được đúng không? Ông nào mua bắt rau rơi thì ừ, có chân ăn chân chết chứ làm sao mà win 100% được nhưng mà thuần về mặt phân tích kỹ thuật ví dụ như kiểu HCM ấy. Mọi người HCM thì thì um, nó tạo cái mô hình hai đáy ấy, mọi người hcm nó tạo cái mô hình hai đáy này thì thường thường là nó sẽ có nhiều hồi phục thứ nhất là như vậy thứ hai là các bạn xem video tôi phân tích hôm thứ hai ấy, thì tại sao index thường sẽ có hai nhịp hồi phục kỹ thuật Đó, đặc biệt là phiên thứ ba và phiên thứ tư đấy thì trong nhóm thì các bạn hỏi là có nên giữ cổ phiếu nữa không thì mình bảo nếu mà giữ đến tận ngày thứ hết phiên ngày thứ hai rồi thì thứ ba thứ tư thì mọi người nên giữ tiếp cổ phiếu bởi vì là nhiều khả năng sẽ hồi phục theo tôi như vậy bởi vì đánh rất là nhiều trận rồi thì nó khi cái form của mô hình của VNX như thế thì thường nó sẽ không giảm sốc giảm thốc đâu, nó sẽ hồi phục. Thì có thể là sẽ test được cái M20 xong vẫn có thể nó tiếp tục có giảm tiếp, đúng không? Thì đấy là những cái lúc mà mọi người có thể cơ cấu danh mục được. Đấy đi như HCM này nó, nó form mô hình của nó form mô hình hai đáy thì hoàn toàn nó có thể là hồi phục trong ngắn hạn mọi người nhé hồi phục trong ngắn hạn. Ok, đi vào phân tích thị trường đi thì khối ngoại hôm nay họ bán dòng hơn 303 tỷ và tập trung bán rất là nhiều VHM, MHN, KDH, Vietcombank, HBG, Nam Long, HTN họ mua vào nhiều VHM, MVKG, STB, VCI. Tự doanh, nào, tự doanh. Tự doanh hôm nay mua dòng rất là nhiều, tự doanh hôm nay mua dòng rất là nhiều. Tự doanh hôm nay mua dòng hơn 275 tỷ. Tập trung mua rất là nhiều VBBank, FPT, MSN, Vietcombank rino tự doanh mua dòng hai phiên lớn, rồi oh, hai phiên lớn, đặc biệt là phiên thứ hai và phiên uh, phiên ngày hôm nay. Thì hôm qua à hôm thứ hai tôi phân tích mọi người là thường khi mà tự doanh nó mua dòng mạnh ấy, và RSI của VNX về vùng 30 ấy, thì 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 thường VNX sẽ có nhiều hồi phục kỹ thuật. thì ông nào ông đánh lâu lâu một chút thì ông sẽ biết những cái vấn đề như vậy nhưng mà gọi là Chứng khoán không thể nào nó mà 100% được mọi người Không thể nào nó 100% được Chỉ gọi là mang tính tương đối thôi đó, Mang tính tương đối thôi Đánh theo kinh nghiệm thôi Thì thường thường là VNX sẽ có hồi phục Ok, về mặt VNX đi Thì đang um, kỳ vọng cái nhịp này sẽ lên test được cái vùng MA20 Nghĩa là quanh cái vùng 1040 đấy có, có có khả năng VNX sẽ lên được cái vùng đó Thì uh, khi mà lên trên vùng đó Thì các bạn xem biểu hiện của dòng tiền như thế nào À, thị trường có dòng tiền hay không thì các bạn mới cân nhắc như là có lực đỡ hay không gặp vùng, vùng đó là vùng kháng cự mà vùng kháng cự trong ngắn hạn thì lên trên vùng đó xem là vn có dòng dẫn hay không còn nếu mà không có dòng dẫn và lên trên vùng đó quay đầu đặc biệt là giảm mạnh đúng không? Qua, lên cái vùng màu quanh quanh vùng 1040 và quay đầu giảm luôn thì mọi người nên cơ cấu danh mục hoặc là gần đến cái vùng đó đúng không? gần đến cái vùng đó mọi người cứ hạ bớt tỷ trọng nếu mà ai cầm tỷ trọng cổ phiếu nhiều thì các bạn cứ hạ bớt tỷ trọng xuống khi mà VNX lên cái vùng đó thì thường thường nó sẽ test lại một nhịp nữa thì lúc đó nó sẽ tạo ví dụ đây đáy một này thì lên trên vùng đó tôi nghĩ là sẽ tạo đáy hai thì khi mà tạo đáy hai thành công thì lúc đó mọi người vào sau tôi đánh giá vẫn rất là ok nhá thị trường thế giới thì hôm nay Hang Seng tăng rất là mạnh này bốn hai mươi một sang hai tăng một phần trăm Cospi tăng 0,42% thị trường châu Âu và thị trường Mỹ cũng đang tăng rất là tốt Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao Và mọi người nhớ like nhé, like cho vui à, VNX, à, nhiều khả năng sẽ lên được cái vùng 1040 Phân tích các dòng đi, LCG, những cái cổ phiếu mà tôi à, bảo các bạn trong, trong nhóm ấy, Là dự kiến là có thể um, tham gia bắt được, ví dụ như kiểu LCG hay là TNG ấy, Mọi người khi đó về những cái vùng hỗ trợ thì mọi người có thể tham gia, mọi người mua Đấy, có những bạn thì các bạn tự mua thôi tôi cũng chưa khuyến nghị bởi vì thành thật mọi người dạng này nó chưa tạo đáy một nó chưa tạo đáy một hoàn toàn có thể là viên có thể về vùng một nghìn cho nên là mình cũng hơi rén thành thật mọi hơi rén chỉ có đây có chỉ dám cho cho các bạn trong nhóm chuyên nghiệp thôi các bạn học phân tích kỹ thuật rất là kỹ rồi thì nếu mà có vấn đề mà vi phạm ấy, là các bạn biết xử lý luôn chứ ví dụ trong các bạn trong nhóm ấy, các bạn trong nhóm chính thì các bạn Nhiều bạn không biết phân tích kỹ thuật đúng không? Nhiều bạn không biết phân tích kỹ thuật Các bạn thì nghe theo gọi là khuyến nghị và phím hàng thôi Thì các bạn cần phải Có những cái kèo chắc một chút đúng không? Cần có một cái kèo chắc một chút Để khuyến nghị điểm mua điểm bán nó hiệu quả hay hơn không? Chứ không phải là như các bạn trong nhóm doanh nghiệp Thì theo rất là lâu rồi Đấy Theo rất là lâu rồi thì các bạn biết cách Để mà xử lý tình huống Ví dụ TNG này các bạn thấy mình Cho chú ý trên trong nhóm chung ấy, không? trong nhóm chính thì các bạn uh, mua luôn không? các bạn thấy về vùng hỗ trợ rồi như là cái phiên ngày 27 tháng 2 thì về vùng hỗ trợ các bạn cứ mua 10 15 thôi đó 10 15 tỷ trọng tài khoản thôi đánh vui vui vẻ thì hôm nay hàng cũng về không? hôm nay hàng cũng về 27 tháng 2 thì hàng cũng về thì đều win hết cả TNG LCG đó, các ông nào mà mua ngày hôm đó thì đều win hết đúng không? LCG Ví dụ bắt vùng 11 60 chẳng hạn thì hàng về thì win hết rồi. Ngày mai có tăng thêm LCG có tăng trần cứng. đấy BAF cũng cũng tốt đúng không? BAF cũng tăng rất là tốt. Để tôi chỉ cho mọi người ba cổ phiếu như vậy thôi. Ba cổ phiếu này. Đấy bảo nếu mà ai mà thích mà đánh trong dạng này thì canh ba cổ phiếu này nó về vùng hỗ trợ thì các bạn canh các bạn mua. Đấy BF hôm vừa rồi cũng lên xuống đến 19 60 đấy đúng không? thì cũng tốt bởi vì những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu nó vẫn giữ được trận thứ hai là dòng tiền nó chưa thoát thì các bạn cân nhắc ba cổ phiếu này thôi tôi nhắn cho nhóm chung có bạn mua có bạn không nhưng mà tôi không khuyến nghị chính không khuyến nghị chính về dạng này thì nó không phải dạng ngon vì mới tạo một đáy đánh rất là rủi ro bắt thuần kiểu gọi là, gọi là bắt rau rơi đấy mọi người bắt rau rơi đấy theo kinh nghiệm của mình thì vnx sẽ hồi được hai phiên thôi đấy thì, thì có thể là ngày mai Ngày mai thì khả năng tôi cũng cho mọi người chốt lời một vài mã. Đấy, trong nhóm chung hay là trong nhóm chuyên nghiệp đấy thì, thì như HCM hôm nay là hàng về rồi, đúng không? Hàng về rồi thì cho mọi người có thể chốt lời thoải mái rồi nhưng mà tôi bảo mọi người giữ thêm, giữ thêm ngày mai khả năng Vingroup có thể là phô mua thêm ấy, đúng không? thêm. BAF thì cái form kiểu như này thường thường nếu mà đấy mà tốt ấy, con này sẽ bay đấy mọi người, con này sẽ bay đấy. Có thể nó sẽ ngày mai nó điều chỉnh 1 2% thôi khoảng một hai phần trăm nếu mà viên nick mà ổn nó con này sẽ rất là dễ bay các bạn nhìn cái form của nó form vcb nhé cũng như là cái form mà Công tay cầm nó vượt qua vùng kháng cự về test hỗ trợ rất là tốt đúng không? 10, 20 thì test được 10, 20 thì rất là thành công đúng không? Chat giờ chat ngày thì cũng chat ngày thì rất là tốt, mà chat giờ thì thường nó có có nhịp test lại nhỏ, nhỏ 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 rồi bắt đầu là đánh lên. Đấy BAF hay là TNG. TNG khả năng cũng phải test lại mọi người. TNG cũng phải test lại đấy đấy có thể ngày mai là tăng khoảng tầm hai ba phần trăm rồi nó bắt đầu sẽ test lại một nhịp nữa để nó tạo đáy hai đấy thường thường nó sẽ phải đánh như vậy cổ cơ bản thường thường nó đánh rất là chuẩn bài đấy không phải là nó ầm 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 đi lên đâu. có thể nó tăng ngày mai xong rồi ừ, tuần sau nó test test lại một vài nhịp xong bắt đầu đi lên đấy thì nếu mà lúc mà nó tạo đáy hai mà thành công mà nó ổn ổn rồi thì bạn hoàn toàn các bạn có thể mua sau nhưng mà mang tính chất nó an toàn hơn đúng không? lcg cũng vậy thôi mọi người cờ kiểu gì có thể ngày mai phô mô tăng thêm nhịp nữa gặp vùng kháng cự mạnh này. thứ hai đúng không thứ hai hay là à, thứ sáu nữa, khá nhiều khả năng lại test lại nhịp nữa chứ không phải là một ầm 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 đi lên được đâu mọi người bởi vì là hàng về của ngày mai ngày hàng về của phiên 28 tháng 2 ấy, đấy, thì thường sẽ biến động rất là mạnh nó khỏe thì chỉ gọi là giữ được giá xanh ngày mai thôi nhưng mà con này để mà muốn có một cái đáy hai tốt ấy, thì thường thường ngày mai nó phải xanh điểm mọi người nhé ngày mai phải lcg ngày mai phải xanh điểm ừ, hạn chế mà giảm điểm giảm điểm như vậy thì nó sẽ tôi đánh giá sẽ mẫu hình nó khá là tiêu cực và nó không được giữ được cái form khỏe như là ngày mai nếu mà xanh điểm thì nó sẽ xử lý được cái kháng cự này này hôm nay trần cứng đúng không thì ngày mai tăng tầm hai ba thì nó xử lý cái kháng cự này một nhịp là cho những cái ông nào mà kẹt trên này vùng này ông bán đi ấy, đúng không nếu mà lái quyết tâm đánh con này lên thì phải cho những ông trên này ông bán bớt hàng đi xong rồi đó nó, tạo đáy hai lại dùng rũ tạo mô hình hai đáy đi lên thì sẽ rất là ok con này về về cái mặt phân tích kỹ thuật mọi người nhé về mặt phân tích kỹ thuật là, nó chưa vi phạm gì cả nó là mô hình vcb đáy, đáy sau cao đáy trước và đỉnh sau cao trước chưa vi phạm gì nhưng mà các bạn nhớ cái phiên ngày ngày 21 tháng 2 tôi có phân tích mọi người là con này thì target nó chỉ quay quanh vùng quanh 13 14 cái nhịp này thì quanh quanh vùng đó thì các bạn nên chốt thôi thì hôm vừa rồi lên tận 13 50 đấy thì các bạn cái canh canh chốt cái vùng đó thì bây xu bây giờ xuống cái vùng này các bạn cũng mua lại có ok không đấy thì thì nếu mà các bạn chốt được cái vùng đó mà xuống vùng dưới này thì thì, thì những cái cổ phiếu tôi cho mọi người chú ý thì kiểu là CG, TNG hay BIF ấy, thì nó về vùng hỗ trợ này thì hoàn toàn các bạn có thể mua để sao nhịp mới không sao nhỉ mới tôi thì tôi rất là thích cái form mà mẫu hình hai đáy để mà đánh lên chứ có đâu để mà form đánh kiểu như này thì thành thật mọi người hơi rén hơi rén Ok, đấy là những cổ phiếu mà tôi cho mọi người chú ý ở trong nhóm à, Phân tích dòng đầu tư công mọi người nhé à, Đầu tư công trước đi HHV đấy, HHV mạnh tăng trần Đầu tư công này tăng trần rất là nhiều HHV, FCN đều tăng trần tốt đấy, Form này thì cứ tầm Đây đang tạo mô hình hai đáy này Đáy một này, đáy hai này Vẫn còn chưa chưa bị phá vỡ mô hình VCB đâu mọi người Đây có khả năng tạo cái form đáy này rồi Có thể tạo đáy vùng này đúng không? ông nào mà đánh theo phân tích kỹ thuật thì nó chỉ được gọi vượt 120 thôi chứ còn để mà tạo đáy từ vùng này thì có phải xác nhận thêm một vài nhịp nữa ừ, FCN ngày mai là hàng về của đội mà đầu tư công là cái nhịp mà giảm mạnh đó. thì nhịp tới đây thì HHV hay FCN mọi người hoàn toàn có thể chú ý được khi mà có cái phiên dòng tiền nữa mọi người có khi mà nó lên trên vùng này nó gặp kháng cự nhé mọi người nhé dòng tiền nó 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 vào để nó xử lý cái vùng cản kháng cự này thì khi mà vào một nhịp rồi thì khi mà tạo cái vùng đáy nữa, nó tạo một cái đáy nữa thì lúc đó các bạn vào thì tỷ lệ win nó sẽ cao hơn. Là nếu mà các bạn bắt đáy bây giờ không biết là nó sẽ giảm về đâu đúng không? Bây giờ tạo mới tạo một đáy còn chưa biết nó giảm về đâu. Lỡ hôm nay nó về một, một, nghìn thì có khi là đội đầu tư công lại giảm sàn tiếp. Cho nên nếu mà bắt ở trong nhịp này thì thường thường rất là rủi ro, nó rất rủi ro. Làm sao mà ai dám đánh tất tay hay sử dụng margin trong dạng này được? Có nhiều nhà đầu tư người ta còn đứng ngoài mà đây là gọi là đánh theo kinh nghiệm cho nên tôi mới cho các bạn trong đội kinh nghiệm uh, chuyên nghiệp đánh con HCM đấy chứ còn đâu. như như thường thường là bảo mọi người đứng ngoài đấy chỉ có gọi trong các bạn các bạn trong nhóm thì các bạn hỏi là có, có nên giữ cổ phiếu tiếp hay không thì mình phân tích trên YouTube rồi các lại còn hỏi là có nên giữ cổ phiếu tiếp hay không thường nó sẽ phải hai hồi hồi hai nhịp đúng không ngay trong nhóm chính tôi nhắn với mọi người là thường sẽ phải hồi hai nhịp thì thì khi mà bạn nào mà kẹp nhiều cổ phiếu thì, thì canh Tranh thủ những cái nhịp hồi kỹ thuật thì các bạn có thể ra hàng ví dụ ngày mai. Vâng, ngày mai thì nó tăng FOMO lên thì bạn nào mà thấy cổ phiếu của mình mà yêu quá chẳng hạn thì hoàn toàn có thể ra hàng để mà đợi một cái vùng cân bằng trở lại thì mình hoàn toàn mình có thể mua lại chính cái cổ phiếu đó không việc gì phải sợ. Bởi vì là có khả năng đây chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật xong rồi bắt đầu nó lại úp tiếp thì rất là nguy hiểm đúng không? Úp tiếp thì VNX thì tôi cũng chỉ phân tích với mọi người là nhịp này nó lên đến cái vùng mà quanh Giỏi thì lên được cái vùng 1040 thôi mọi người Giỏi thì lên được cái vùng 1040 À hôm nay nó 1140 rồi đúng không Đây là cái vùng uh, M20 đúng không <laughs> Tôi phân tích Quên mất Sẽ lên được cái vùng mà M20 đúng không Sẽ lên lên test được cái vùng M20 Xong bắt đầu nó test lại Đấy khi mà test lại thành công thì lúc đấy mình sẽ, sẽ đánh lên đúng không? Sẽ đánh lên thì sẽ hay hơn Đấy test được M20 mọi người nhé Test M20 <laughs> Rồi test 120 tôi không nó hiếm có trường hợp nào mà nó đánh, đánh lên ầm ầm ẩm lắm. Rất là hiếm mọi người nhé rất là hiếm. Cũng có những cái trường hợp nó đánh lên ầm ầm nhưng mà <laughs> hơi hiếm. Nhưng mà nếu mà cái cặp này cũng là cái cặp mô hình cũng khá là tốt này mọi người cũng là em bé bị bỏ rơi đấy nhá. À cũng là em bé nhưng mà cái cái nến này đáng lẽ nó phải ở thọt, thọt ở phía dưới nữa thì hay hơn. Cái form nến này, này thì bởi vì là cái form này nó phải tạo đẹp, muốn tạo đẹp em bé bị bỏ rơi đẹp ấy, là cái phiên lên xanh này Nói về khối lượng nó đột biến mọi người khối lượng nó đột biến thì nó sẽ tạo cặp rất là tốt hơn và tăng tầm trên 20 điểm rất là tuyệt vời đây ví dụ như cái nhịp này này nhịp này này mọi người cái nhịp mà giai đoạn mà 24 tháng 11 này. cái form này cũng là form rất là đẹp mọi người nhé cho nên cái giai đoạn này tôi cho mọi người đánh nam kim hoa sen đấy mọi người mọi người nhớ nam kim giai đoạn này nam kim này mua nó tạo cái nến em bé bỏ, bị bỏ rơi là phải phiên ngày 25 tháng 1 này tăng trên 20 điểm và khối lượng lớn hơn đúng không? lớn hơn hai phiên hai phiên trước đó còn đây là khối lượng này bé hơn cái khối lượng ngày 27 tháng 2 thì nó không đạt lắm đấy mọi người nhá đấy là VNX anh đấy kỳ vọng nhịp này thì test 120 nhá test 120 đấy là khỏe đấy test 120 có khi ngày mai lại trải điểm luôn là giờ vì anh đấy, để tôi xem chat tuần xem nào để xem cái tim nó Chat tuần nhá mọi người nhá, thuần về mặt chat tuần. Thuần về mặt chat tuần là kiểu gì kiểu thì kiểu năm 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 nay sẽ có một cái trận lớn để cho mọi người đánh nhá. Kiểu gì thì kiểu sẽ có một trận lớn. Thì tôi tôi dự kiến là năm nay có một cái trận lớn. Là lúc nào? Thì cái giai đoạn mà bất động sản đúng không? Giai đoạn bất động sản nó đang phô mô giai đoạn mà mùng 10 tháng 1 năm 2022 ấy nó phô mô nó tăng mạnh bởi vì sao bởi vì Tân Hoàng Minh các thứ đang đấu giá đấy đúng không? Thì tôi có phân tích mọi người trên YouTube cũng như trên TikTok vào là nếu mà Tân Hoàng Minh bỏ cọc là mọi người phải bán hết bất động sản đi thì giai đoạn đó nó cũng tăng rất là mạnh rồi, nó bất động sản nó tăng phô mô với nhà nhà người người đầu tư bất động sản nào thì đây g 500 một triệu rất là nhiều đúng không? Thì bây giờ cũng vậy thôi các bạn ngược lại mọi người nhé ngược lại khi mà những cái vấn đề trái phiếu hay là sắp tới đây à, à, cái, 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 cái tháng 3 này tháng 3 tháng 4 sắp tới nó ra những cái tin cực kỳ tiêu cực đối với dòng bất động sản nhá. cực kỳ tiêu tiêu cực đối với dòng bất động sản nào thì đáo hạn trái phiếu có rất là nhiều những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng đến dòng bất động sản thì sắp tới đây đúng không? tháng 3 tháng 4 rồi. nếu những tin xấu ra hết rồi đúng không? những tin xấu ra hết rồi và dòng bất động sản tạo được cái vùng cân bằng thì tôi nghĩ lúc đó là cái lúc mà mọi người tôi nghĩ lúc đấy vào trận lớn nhá lúc đấy vào trận lớn và có có nhiều cổ phiếu tôi nghĩ biên lợi nhuận của mọi người khoảng tầm ít nhất phải tầm 20 phần trăm trở lên ít nhất mà 20 phần trăm trở lên thậm chí là 30 40 phần trăm tôi nghĩ là có được đã đồ <laughs> thứ hai nhé mọi người thứ hai đó, đó là form của form của đến tuần nhá form của tuần của VNX đó là form này là hoàn toàn là form đi lên mọi người nhá Bollinger thì đang bo rất là chặt này mọi người Bollinger thì bo rất là chặt này quan trọng nhá quan trọng là nó vượt được qua vùng 1.100 Đấy khi mà viên mà vượt được vùng 1100 trong khoảng 2 tháng tới nhá. Vượt được vùng 1100 thì tôi nghĩ là sẽ vào một cái trận lớn của VNX đấy vượt được vùng 1100 trong vòng 2 tháng tới. Đấy thì bởi vì cái form này các bạn nhìn cái form của MACD này. Đấy form này một đáy rồi bắt đầu là cái MACD đang hướng lên này, đúng không? Và bây giờ là đang giữ ở cái vùng mà M20. Bollinger thì đó bo chặt như này, đúng không? Đấy, nếu mà VNX lên một nghìn một trăm tôi nghĩ là đến công chuyện đấy đến công chuyện đấy và lúc đó thì cũng cũng có khả năng làm có khả năng là đội bất động sản tạo tạo đài đó tạo đài xong nghĩa là không nhất thiết là các bạn phải vào bất động sản đâu nhưng mà nếu mà bất động sản mà nó giảm quá mạnh quá thốc và quá sốc nó giảm nó giảm nghĩa là bị bán giải chấp đấy mọi người nó bị bán giải chấp thì lúc đó tôi nghĩ cơ hội lúc đó đến sẽ rất là tốt hoặc là các bạn có thể mua những cái dòng khác ví dụ dòng đầu tư công hay dòng cái dòng mà hưởng lợi hẳn như dòng thép hay dòng đầu tư công còn nếu mà tự tin hơn thì khi mà bất động sản bán giải chấp chẳng hạn nó tạo được cái vùng cân bằng thì lúc đấy các bạn có thể chú ý được những cái dòng bất động sản bởi vì đang, nó đang chiết khấu rất là khủng khiếp mọi người chiết khấu rất là khủng khiếp khi xảy ra những cái vấn đề khủng hoảng thì bất động sản mới có những cái cái mức giá như bây giờ chứ không phải là Bây giờ DIG 1X Novaland uh, Novoland 1X uh, VHM VIX Rồi uh, DXG Nam Long đúng không? SSC, KBC Có vùng giá rất là hấp dẫn đúng không? Đặc biệt những cổ phiếu mà liên quan đến vấn đề trái phiếu những, cổ, những vùng giá rất là hấp dẫn Hoàn toàn có có thể có một cái trận lớn uh, Trong khoảng 2 tháng tới Trong khoảng 2 tháng tới Dự kiến là như vậy mọi người nhé Dự kiến là như vậy để xem liệu có mà bán giải chấp của đội bất động sản hay là là, là, là của thị trường chung hay không đúng không đấy, cái form kiểu MACD chat tuần như này thường là, và vẫn giữ được mọi người nhé vẫn giữ được này VCB đấy sau kèo này trước bôn giờ thì bo lại MACD thì đang đẹp 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 và lại còn ông nào đánh trên 120 thì vẫn đang giữ được trên hai 120 đấy đúng không cũng loanh quanh 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 loanh quanh vùng 120 Đấy. <laughs> ok quay trở lại thị trường mọi người nhé dự kiến là như vậy HHV đầu tư công thì tất nhiên là mọi người nên giữ đúng không mọi người nên giữ nếu ngày mai tăng phô mô thì bạn nào có thể chốt lời hết hoặc là hạ bớt tỷ trọng xuống đúng không? hạ bớt tỷ trọng xuống đợi một cái nhịp cân bằng của nó rồi mình quay lại sau cũng được nó quay lại sau cũng được như BLC này BLC tôi bảo mọi người là phiên ngày 23 tháng 2 tôi bảo mọi người là BLC hoàn toàn có thể tham gia mọi người bắt đáy đúng không thì hàng về ngày 27 tháng 2 nó cho các ông chốt lời rồi còn gì không? các ông chốt lời chốt quá là ngon nghe. Thậm chí đến tận ngày hôm nay nếu mà các bạn chốt lời thì vẫn đang có ăn, đúng không? Ông nó bắt tầm 28 80 chẳng hạn thì quanh quanh cái vùng đó thì hàng về cho mọi người chốt lời thoải mái. BLC cũng là một trong những cổ phiếu mà tôi nghĩ là kinh doanh kết quả lợi nhuận quý 1 năm 2023 này thì tôi đánh giá sẽ rất là tốt đấy mọi người, rất là tốt cho nên cái đội này là cái đội bạn nào mà đủ tự tin thì các bạn cứ cầm đi, đúng không? Nhiều BLC thì cứ cầm đi bởi vì nó chưa vi phạm cái gì cả nó, nó cũng đang rất là khỏe chưa vi phạm gì mọi người chưa vi phạm có thể nhưng mà ngày mai là nó xử lý cản người gặp cái vùng kháng cự này thì chắc là chỉ tăng tăng tầm hai phần trăm lại giảm giảm bây giờ bởi vì bây giờ tạo này ví dụ đáy một đáy hai thường ông này phải tạo một thêm cái nhịp nữa nhịp đáy nữa và nó xử lý cản tầm vài phiên đi à, vài phiên đi xong rồi có được quay lại bạn đánh được hoặc là nó điên rồ hơn nó tăng ầm ầm luôn thì cũng có trường hợp như vậy nhưng mà thường mọi người nhé kể cả nó vượt qua cái vùng kháng cự là 33 ba ba, 80 đi vượt qua vùng kháng cự nhưng nó vẫn phải test lại thì lúc đấy các bạn đợi cái test lại cũng được thì nếu mà vượt được qua nhé vượt được qua thì cái vùng cái vùng mà quanh quanh vùng 30 lại cái vùng hỗ trợ của nó cái vùng hỗ trợ của nó xét về mặt mẫu hình dòng tiền nếu chả vi phạm là cái gì mọi người BLC HHP, đầu tư công giữ nhá mọi người nhé dòng chứng khoán cũng giữ được dòng chứng khoán cũng, cũng giữ được nhưng mà mọi người cứ canh canh cái nhịp mà VNX mà test 10-20 mươi mà không thành công không vượt được qua 10 20 chẳng hạn hay là dòng tiền nó không vào thì thôi mình cứ bán đi đúng không? mình bán đi xong đợi nó cân bằng trở lại thì mình có thể tham gia mình mua lại cũng được đặc biệt là phiên ngày mai đúng phiên ngày mai thì tôi nghĩ mọi người cũng có thể là cơ cấu nếu mà những cổ phiếu tăng quá mạnh nó phô mô tăng quá mạnh thì hoàn toàn mọi người có thể cơ cấu uh, hoặc là hạ bớt tỷ trọng xuống không, hạ bớt tỷ trọng xuống hoặc là đấy là những ai mà đang cầm cổ phiếu với tỷ trọng rất là nhiều còn ai mà đầu tư tỷ trọng vừa phải chẳng hạn thì các ông có thể chốt lời hoặc là đợi một cái nhịp khác vào thì trong nhóm tôi cũng có dặn mọi người nếu mà bạn nào mà đang cầm tiền nhiều thì cứ đợi nhịp sau vào cũng được việc gì đâu mà việc này nhịp này là gọi là bắt rau rơi thôi thành quả ông bắt rau rơi thì tất nhiên là cũng được năm bảy nó có mã nào còn ngon 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 thì được tầm chục phần trăm chứ cũng gọi là ví dụ như kiểu bạn nào mà bắt BLC chẳng hạn đó bạn nào mà bắt BLC chẳng hạn nếu mà bắt sàn hôm qua thì hôm nay đã có khoảng tầm tám phần trăm rồi, phần 8% ngày mai FOMO lên nhưng mà liệu chiều nó có tăng được tiếp hay không hay là nó chỉ tăng FOMO sáng và là đầu chiều hàng về lại giảm đỏ. Đấy là câu chuyện như vậy mọi người nhá. BLC khó rất là khỏe, con à, này khỏe quá, BLC. những cái con mà dòng tiền nó chưa thoát ra thì thường thường nó sẽ hồi phục rất là tốt, BLC. Đầu tư công. Nói chung thị trường là như vậy mọi người nhá, thị trường như vậy. Hôm nay có banh thì có STB STB tăng tốt vượt 120 mẫu hình còn là mẫu hình hai đáy. Bạn nào mà thích thì các bạn đợi đáy sau vào được nhưng mà tôi nghĩ cái con này biên trả được bao nhiêu. Ví dụ ông nào bắt sớm sớm thì còn có ăn chứ còn đâu mà để mà nó tăng như này thì sắp tới là gặp nó cần thời gian xử lý cản khá là lâu cho nên là để mà vượt được qua cái vùng kháng cự này thì khá là khoai nha mọi người nhá. Giữ thì được. Ai có thì giữ được. Đồng banh. Liên Việt cũng vậy thôi. Trong trong đội banh thì có hai con Liên Việt và STB là khỏe nhất và nó đang giữ được cái vùng tích lũy đúng không? Giữ được vùng tích lũy nó không bị thủng cái vùng tích lũy này. Đấy lên Việt. TB Bank, Đấy, TV Bank tôi khá là thích TB Bank. Khá là thích D Bank. Hy vọng nhịp này nó xử lý cản thành công và và các bạn muốn mua cổ phiếu này nhá, khi mà kể cả mua đuổi và tranh một chút cũng không sao. Khi mà nó lên được cái vùng 25 và nó tích lũy được cái vùng đó khoảng tầm 2 3 phiên. Thôi hai ba phiên quanh cái vùng 25 thì lúc đấy các bạn nên mua TV bạch nhá mọi người nhá. Đấy nó tích lũy được hai ba nhịp ở trên cái vùng 25. Đấy thì các bạn có thể cân nhắc các bạn mua được để xem là Vindex nó mà ổn ổn là các bạn cân nhắc các bạn mua được để cho cái nhịp ở trận này có thể lên lên được cái vùng 30 ấy, đúng không? 25 có thể lên được cái vùng 30. Ấy. Ừ, ok. Hôm nay phân tích vậy đi, các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhá. Tôi sáng ngày mạng sẽ trả lời mọi người. Bạn muốn tham gia zoom khuyến nghị hay phân tích thị, thị trường trong phiên thì các bạn hãy xì từ 2 triệu trở lên Còn các bạn muốn tham gia zoom khuyến nghị và phân tích thị trường trong phiên cũng như là tham gia khóa phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền thì các bạn hãy xì từ 5 triệu trở lên nhé Ok, các bạn muốn hỏi mấy anh, anh nào bình luận phía dưới Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ